Rồi, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em review cho anh em là combo khoan vít mài bù lông. Đó, một combo anh em có thể mua lẻ, mua bổ, mua set gì đều được hết nha anh em. Thì hôm nay em sẽ tạo cho anh em một bộ combo 4 món mà siêu rẻ dành cho những anh em nào mua một set combo để làm công trình luôn. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là con 796, một con khoan mà tiêu chuẩn hiện nay. Gọi là về giá cho đến chất lượng là gọi là tiêu chuẩn. Đó, 77 Newton. Tốc độ lên đến 2000 vòng trên 1 phút. Đó, mã là DCD 796. Con này là một con khoan 3 chức năng. Đó. Có búa để anh em khoan tường, khoan bê tông. Đó, anh em có thể khoan bê tông mũi 6, mũi 8, mũi 10. Đó, 12. Nói chung là anh em có thể khoan được. Rồi, tiếp theo là đi theo nó là một pin 4A. Đó. Còn tiếp theo là một con vít nữa, là con vít này là DCF809. Con này thì sẽ cạnh tranh với lại con XDT13 của hãng Makita. Thứ nhất là lực khỏe hơn 190 N. Đó. Thì cạnh tranh được với con XDT13. Về giá cho đến chất lượng thì con này là so sánh với XDT13 là quá tốt luôn. Đó. Để Watt đang được phân phối tại Việt Nam, bảo hành chính hãng lên đến 3 năm đối với máy, còn pin sạc, đối với pin sạc thì bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Đó, thì anh em lưu ý. Thì đối với bộ combo này là 796 với lại 809, 2 pin 4A và 1 sạc. Sạc này là sạc DCB115. Đó, thì đây là một combo. Combo 2 máy 2 pin 1 sạc này thì đang có giá là 6.300.000. Giá rất là tốt. Anh em có thể tham khảo. Đó, 6.300.000 cho một combo này. Đó. Và đặc biệt hơn, khi anh em mua combo này, nếu anh em có nhu cầu mua thêm mài hoặc bu lông, em sẽ có chương trình khuyến mãi giá tốt để cho anh em được chọn một con mài, một con bu lông với giá thật tốt luôn. Rồi, đối với khi anh em mua combo này, anh em sẽ được mua tiếp một con mài hoặc một con bu lông giá rất là tốt nha. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em tiếp là con bu lông. Con bu lông này là DCF 894B. Nhầm. DCF 894B là con bu lông 447 N, là dành cho những anh em nào sửa xe máy này, rồi làm công trình trên cao này kia, vặn năng lượng mặt trời, rồi bánh ốc xe hơi 4 chỗ 7 chỗ đều ok. Với 447 N thì nó gọi là thuộc dạng khỏe rồi, bánh ốc 24 này kia là thoải mái. Thì con này hãng đang có giá là 3.320.000. Khi anh em mua combo này thì anh em sẽ được mua cái máy xếp bu lông này với giá 2.800.000. Đó. Là anh em được tiết kiệm tiếp được 400.000 trên một cái máy bu lông tiếp theo. Đó. Đối với những anh em nào mà mua combo này nhé. Rồi, tiếp theo, nếu anh em không lấy con máy bu lông thì anh em có thể lấy con mài 413. Đó, khi anh em mua combo khoan vít, anh em lấy thêm con mài 413 này, em sẽ có giá ưu đãi dành cho anh em. Đối với 413 giờ hiện tại hãng đang có giá là 2.500.000. Thì khi anh em mua combo khoan vít rồi, anh em mua thêm con mài sẽ được hỗ trợ giá là 2.100.000 đối với con mài DCG 413B. Hàng này anh em lưu ý là con 413 này là hàng xuất Mỹ nha anh em. Đó, 20V mát xuất Mỹ. Đó, hàng này là hàng Trung Quốc xuất Mỹ. Mã 413 này chỉ có một thị trường duy nhất là thị trường Mỹ. Đó, anh em lưu ý, cho nên là xài chung một mã này và chung thị trường luôn. Thì con mài này cũng rất là tốt nha anh em, dành cho những anh em nào có nhu cầu. Nó tương đương với 800W. Đó. Thì con này tới 9000 vòng trên 1 phút lần. Và 800W thì tương đương với một con mài điện rồi, anh em lưu ý. Thì đối với những anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0888840578. Số điện thoại em có để trên tiêu đề. Đó, anh em lưu ý nha. Combo này có giá là 6.300.000. Khi anh em mua combo này rồi thì anh em có thể chọn một con bu lông hoặc một con mài với giá rẻ. Đó. Anh em có thể mua mài
thay vì 2 triệu rưỡi sẽ được giảm còn 2,1 triệu. Còn không, anh em có thể mua con bu lông giá 3,320,000, chỉ còn lại 2,800,000 một cái body. Đó, chương trình rất là tốt dành cho anh em. Thì chương trình này chỉ diễn ra vào từ mùng 1 cho đến mùng 10 tháng 11. Mùng 1 tháng 11 đến mùng 10 tháng 11 năm 2020. Đó, anh em nào quan tâm đến combo này để xài công trình thì liên hệ em qua số điện thoại đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Chúc anh em đầu tuần vui vẻ, làm việc gặt nhiều thành công. Rồi, cảm ơn anh em.